Xin chào các bạn, trong cái video này Quốc Anh sẽ cập nhật cho các bạn những cái kiến thức mới về mobile app, đặc biệt nhất là dành cho những người bạn nào mà mới son vào cái công việc làm app mới đây và đăng ký cho mình cái tài khoản Play Console mới, thì nó sẽ có những cái rào cản như thế nào, những cái khó khăn như thế nào trong cái lúc này. Thì đối với những cái tài khoản developer dành cho những cái nhà phát triển ứng dụng độc lập á, thì năm 2023, 2024 này thì khi các bạn up app lên, nó sẽ có cái chức năng là cần phải test kiểm thử 14 ngày với 20 thiết bị. Sau cái quá trình kiểm thử đấy thì Google nó mới cho một cái bảng là phát hành công khai, và chúng ta mới phát hành công khai cái ứng dụng của mình được, trải qua cũng rất là dài ha. Chỉ có những cái bạn mới đăng ký Play Console mới đây thôi mới có cái chức năng này, còn những cái tài khoản Play Console cho những cái nhà phát triển độc lập mà trước đây á, năm 2022, 21 và 20 á, trước đây á, thì nó không có chức năng này. Thì những cái tài khoản cũ thì chúng ta up app lên thì nó sẽ up trên cái phiên bản up trên cái menu là phát hành công khai luôn. Thì như vậy là chúng ta sẽ up lên trực tiếp và nó live luôn. Nhưng những tài khoản mới đăng ký bây giờ thì cần phải có cái chức năng này, những cái nhà phát triển độc lập hiện nay. Còn những cái tài khoản Play Console về doanh nghiệp thì nó không có chức năng như thế này ha các bạn. Đấy, cho nên về cái vấn đề này thì đối với cái ngành mobile app hiện nay thì đây là một cái ngành rất là khó đối với những cái người mà newbie mới ban đầu nhảy vào và có những cái rào cản nhất định. Thì đây là một cái thị trường Quốc Anh đã làm từ lâu cho đến nay, thì mình nghĩ bây giờ vẫn rất là xanh trong cái ngành MMO này. Cái quá trình mà để mà phát hành công khai đối với những cái tài khoản Play Console mới của những cái tài khoản cá nhân, gọi là những tài khoản của nhà phát triển ứng dụng cá nhân độc lập á, thì nó trải qua như thế nào? Thì đầu tiên các bạn khi mà xuất bản ứng dụng lên thì chúng ta xuất bản ở cái phiên bản là thử nghiệm khép kín này. Rồi nó phát hành phiên bản thử nghiệm khép kín xong thì các bạn đến cái giai đoạn tiếp theo là các bạn cần phải tìm và thuê 20 người kiểm thử để tham gia vào cái thử nghiệm khép kín đấy trong vòng 14 ngày, để quá trình mình quá trình cái đội kiểm thử đấy là review cái app của bạn có bớt hoặc là như thế nào đấy, để lại những cái feedback, những rating vân vân. Rồi sau đó cái quá trình 14 ngày xong thì các bạn cần phải có một cái form để mà gửi cho Google để đăng ký một cái bảng là phát hành công khai. Thì trải qua rất là nhiều bước đối với những cái tài khoản mới này, thì các bạn hãy lưu ý để xem và follow theo từng cái bước như này để có một cái tiêu chuẩn, có cơ hội để phát hành công khai trên Play Console. Rồi, thì vậy thì ở trong cái video này Quốc Anh cũng muốn chia sẻ cho các bạn những điều này, có nghĩa là 20 tester với 14 ngày kiểm thử đấy, trong cái giai đoạn mà kiểm thử khép kín ở trên Play Console, thì chúng ta có những cái giải pháp nào để mà pass qua cái chức năng, cái công việc này trên nền tảng Play Console. Thì trong phần này thì Quốc Anh sẽ đề xuất cho các bạn hai cái phương án nha. Thì cái phương án thứ nhất đó là chúng ta thuê một team tester gồm có 20 cái tester kiểm thử trở lên để testing cái app của mình trong cái giai đoạn là 14 ngày. Hoặc nếu mà các bạn không có chi phí nhiều thì các bạn có thể là exchange install testing review rating, có nghĩa là các bạn lên trên Google, trên Facebook search những cái nhóm cộng đồng để mình trao đổi lượng install test trên những device khác nhau, là bạn download app của người ta để mà test và những người khác download app của bạn để mà test lại, test chéo lại như vậy. Thì đó là một cái cách cũng khá là hay. Nhưng mà cái cách mà nhanh nhất và chủ động nhất thì mình thuê cái team tester. Thì để làm thuê team tester này thì mình sẽ thuê ở đâu? Thì cũng có một số bạn hỏi là thuê ở đâu cho uy tín và có chắc chắn approve không? Thực ra đây một câu hỏi là một cái thắc mắc rất là khó nha. Quốc Anh không thể là trả lời được cái nguyện vọng, cái câu hỏi này. Nhưng ở trong cái video này thì Quốc Anh sẽ bật mí cho các bạn một cái
giải pháp để các bạn có thể là thuê và có một bên trung gian giúp cho các bạn yên tâm hơn. Đó là Fiverr. Các bạn hãy click vào link bên dưới của video của anh thì có cái link đăng ký Fiverr. Thì trong Fiverr này sẽ giúp cho các bạn tìm những cái service, những cái dịch vụ làm kiểm thử đấy. Ngoài ra, Fiverr một cái dịch vụ trung gian làm freelancer giữa người thuê lao động và những người lao động. Ok, khi mà các bạn click vào link bên dưới của video của anh để mở ra đăng ký cái tài khoản Fiverr, và trong cái tài khoản trong cái Fiverr thì có rất là nhiều cái dịch vụ ở đây ha, graphics program, retail marketing, tất cả rất là nhiều service ha. Đấy, rất là nhiều service ở đây. Nhưng bây giờ các bạn muốn nhanh thì các bạn trong cái ô search tìm kiếm của Fiverr thì các bạn search cho mình là cái từ khóa các bạn muốn tìm thuê cái dịch vụ đấy. Vì test 14 ngày đây app có thể là thêm cái là Android. Ok. Thì trong cái mục này hiện ra thì các bạn có thể làm tối ưu và quản trị cái ngân sách của mình muốn thuê bao nhiêu. Ví dụ như full set thì mình sẽ chọn khoảng thuê tầm khoảng 20 đô. Đấy. Và mình sẽ xem cái kết quả là 433 kết quả này ha. Ở trong cái phần này thì mình có thể là xem những cái seller detail thì ở đây là mình sẽ seller top 1, top 2 đây. Tất cả những cái seller này. Ở trên Fiverr nó cũng có xếp hàng về seller. Seller có nghĩa là người làm freelancer ở một cái thứ hàng nào đó trên cái sàn này. Và ví dụ như mình chọn cái thằng này ha. Mình click vào thằng này thì các bạn nhìn thấy thằng này á là hiện tại là nó có 69 order này. Có nghĩa là cái service, cái dịch vụ mà test này á thì cũng đang rất là hot. Cái ngành này rất là hot ở trên toàn cầu luôn nhé. Bởi vì cái ngành mobile app là cái ngành toàn cầu mà. Các bạn nhìn thấy không? Một ngày mà thằng này nó có 69 order ha. Thì trong phần order này thì các bạn để ý kỹ cái phần gift và cái gói. Gói basic, gói standard, premium. Cái gói basic thì ở đây là 5 attribute thôi. À, và standard thì bao nhiêu? Ôi thằng này nó nhiều quá. Mình có thể là xem lại thằng khác thử xem ha. Thằng này 15 đô thử xem ha. Ôi thằng này còn 69 ha. Sao giống nhau? Hai thằng này giống nhau. Rồi mình sẽ chọn cái thằng này ha. Thằng này 12 order ha. Thằng này chỉ có một cái bundle thôi, gọi là một gói thôi. 20 đô. Với real device, có nghĩa là test ở trên thiết bị thực ở trong vòng 14 ngày và deliver là 14 ngày deliver thì đúng giống như cái thứ hàng đấy. Và khi các bạn thuê ở trên này nhé, khi các bạn thuê ở trên này đúng thời hạn nó sẽ có cái kết quả cho mình. Nếu có kết quả tốt thì các bạn complete thôi. Đấy, các bạn không sợ scam ở trên trên này nhé, bởi vì Fiverr nó bảo kê cho mình rồi, có sàn rồi. Khi các bạn thuê cái dịch vụ này thì tiền các bạn gửi lên trên cái sàn Fiverr thì Fiverr nó sẽ giữ tiền và hai người làm việc với nhau kết quả complete tốt thì bên người làm việc nãy mới nhận được tiền. Đấy, thì đây là một cái giải pháp khá là tối ưu để các bạn thuê trên này. Thì để các bạn thuê trên này á, thì mình thấy cái gift này cũng khá ok, các bạn đọc kỹ ha. Real 20 device trong vòng 14 ngày để mà test cái ứng dụng của bạn. Trong cái phần này thì 64 ngày á, nếu mà các bạn có cái phần request nữa, cái kết quả xong rồi á, các bạn đợi xem khi nào mà complete approve cơ, rồi sau đó các bạn complete. Rồi ok, mình đọc những cái chi tiết này, sau đó mình contact me để mà nói chuyện với seller này để làm việc trong cái việc là test 14 ngày. Thì trong cái quá trình test 14 ngày này thì nó diễn ra thì để bên này nó lo cho mình phần test và feedback, review hoặc là report bug cho mình, vân vân. Ok, sau 14 ngày mà test á, thì các bạn xem ở trên Discord Play Console á, thì các bạn xem nó có đã trải qua 3 cái gạch như thế này chưa, đã publish cloud testing release chưa, 20 tester đã ok chưa và run test cloud chưa. Đấy,
thì xong ba cái này thì nó sẽ hiện ra cái apply for production, thì các bạn click vào cái nút xanh này. Đấy, click vào nút xanh này các bạn có một cái form nó sẽ khảo sát để mà chúng ta điền vào những cái form này. Thì cái form này các bạn khi mà test làm việc với bên 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 dịch vụ của Fiverr thì mấy cái tụi đấy nó cũng có chuyên môn hoặc là có những cái kinh nghiệm trong việc là điền form này rồi, các bạn có thể là hỏi những cái bạn đấy ở trên Fiverr, hoặc là các bạn click vào link bên dưới của video của Quốc Anh thì Quốc Anh sẽ share cho các bạn cái form này và cái cách trả lời như thế nào để chúng ta có thể là vận dụng trong việc là trả lời cái form này để mình approve, mình gửi cái submit cái form để mà xuất bản cái ứng dụng của mình. Đấy, trước khi xuất bản ứng dụng của mình là trải qua test, trải qua điền form này. Trong cái quá trình điền form này thì mình cần phải điền trung thực đó, quá trình mình test như thế nào. Rồi sau khi xong rồi á, trên Fiverr thì nếu mà cái ứng dụng của mình á nó đã approve rồi á, đã live lên trên Play Store rồi á, thì chúng ta click vào nút Yes, I approve deliver để cho bên seller đấy nhận tiền. Ha, thì khi các bạn làm ở trên Fiverr thì cái văn hóa lên trên Fiverr những cái seller này mong muốn là các bạn cần phải có những cái review tốt 5 sao và feedback từng cái service, gọi là từng cái task công việc mà mình thuê trên này. Các bạn nhớ để lại những cái review, để lại những cái đánh giá tích cực để lần sau chúng ta có thể là thuê tụi nó làm nữa. Chứ các bạn nếu mà approve deliver xong rồi á, các bạn không đánh giá hoặc là không review 5 sao á, lần sau các bạn nói chuyện với seller này thì tụi nó cũng không 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 có tinh thần để mà làm việc với các bạn. Đây là một cái tip và cái cách văn hóa, cái communication với những người làm việc ở trên Fiverr mà Quốc Anh làm từ hồi xưa đến giờ. Hầu như là Quốc Anh sẽ review đánh giá 5 sao và còn tip cho tụi nó. Đấy là một cái văn hóa cũng khá là hay. Lần sau mình sẽ thuê tiếp và mình deal cái giá nó tốt hơn, bởi vì tụi nó rất là muốn làm việc lâu dài, và khi mà mình đánh giá, mình review 5 sao thì cái thứ hàng trên Fiverr, cái profile của họ sẽ tăng lên, thì giúp cho họ có một cái business nó freelancer nó tốt hơn ở trên Fiverr. Thì chúng ta với tinh thần win-win cả hai. Ok, thì đây là một cái video mà Quốc Anh muốn chia sẻ cho các bạn cái cập nhật những cái kiến thức mới về Play Console dành cho những cái bạn dev mới, những nhà phát triển độc lập. Còn những nhà phát triển mà các bạn đầu tư vào cái việc là đăng ký luôn tài khoản doanh nghiệp thì không trải qua cái bước này. Và thêm một phần nữa đó là mình chia sẻ cho các bạn cái tip giải quyết những cái công việc mình thuê, tất cả những công việc mà khó thì mình thuê trên Fiverr. Thì cũng tương tự giống như một cái câu nói mà thường tụi mình hay làm MMO á, cái nào gọi là công việc gì khó thì để có Fiverr lo. Đấy, ok. Rồi, thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay á, thì các bạn subscribe, đăng ký kênh Quốc Anh để có nhiều cái video tiếp theo. Có những cái tinh thần Quốc Anh chia sẻ thêm những cái tip và những cái mới để chia sẻ cho các bạn, chia sẻ cho cộng đồng. Thân ái chào và tạm biệt các bạn.